Chào mọi người. Cái ông nội này này, 11 giờ 10 tối hôm qua mới ra. Chơi ác chưa? Tàn nhẫn. Mà đến giờ này chưa ra tập mới nha. Đến giờ này này, cái tập này là của khuya hôm qua. Còn giờ này, đến giờ này là 7 giờ 50 rồi. 7 giờ 50 tối, chưa ra tập mới. Cái ông cao thủ chân tu này chơi hồi hộp quá. Cao thủ chân tu Diệp Thiên, chương 3409, để chương 3411. Âm! Vô số tia chớp hình vòng cung từ bốn phương tám hướng ập tới, đem không gian xung quanh Diệp Thiên cùng Mai Nhật Lãnh hoàn toàn phong tỏa. Từng cơn gió rít gào giận dữ, rất nhiều cuồng phong giữa thiên địa đột nhiên ầm ầm nổ tung. Thiên không vốn là đang sáng sủa, không một gợn mây, bỗng nhiên sầm sập u ám, mưa to như trút nước. Gió và sấm sét kết hợp lại tạo thành một cái lồng giam khổng lồ, đem Diệp Thiên cùng Mai Nhật Lãnh cùng một chỗ phong tỏa, vây khốn vào bên trong. Lôi đình cùng cuồng phong kinh khủng như có thể xé nát vạn vật, tại quanh thân bọn họ tàn phá bừa bãi. Mai Nhật Lãnh giờ phút này lông tơ toàn thân dựng đứng lên, nàng đã ngửi được một cổ khí tức tử vong. Vô luận là lôi đình hay là cuồng phong đều là lực lượng hung hãn đến mức cực đoan, ẩn chứa ý vị hủy diệt, mà lại lấy một ngũ phẩm nguyên anh cùng một vị lục phẩm nguyên anh đồng thời thôi động, càng không phải đơn giản như một cộng một bằng hai. Nàng vẫn tin cho dù là mình triệu hồi ra hoa chí cảnh, lại thi triển ra bí thuật cứu diệu thể của Thái Dương Thần Điện, thì cũng không thể gánh nổi sức mạnh ở cấp độ này. Chỉ cần thoáng chạm phải một chút liền có thể đủ để đem nàng nghiền nát thành từng mảnh vụn. Cặp song sinh Rồng Phượng, Vân Thường và Vân Dịch tuyệt nhiên không vội vã xuống tay với Diệp Thiên cùng Mai Nhật Lãnh, chỉ là lấy lôi đình cùng cuồng phong đem hai người vây khốn tại trong đó, tựa như là đang nhìn về phía con dê đợi làm thịt, ánh mắt giễu cợt nhìn xem hai người. Hai người các ngươi, một người là đệ nhất bảng thiên kiêu hệ Ngân Hà, một người vừa mới xuất hiện có được tam hoa tụ đỉnh trong truyền thuyết. Bọn ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút với tình huống hiện tại này các ngươi nên ứng phó như thế nào. Khuôn mặt diễm lệ của Vân Thường hiện ra một tia lười biếng, cười nới miệng nói ra. Vân Dật thì là tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy bờ eo của nàng, tại bên trên gò má của nàng hôn một cái. Nhìn bộ dáng như vậy thì rõ ràng đối với hai huynh muội Long Phượng song thai này đúng là có một quan hệ sâu đậm, khó mà mở miệng nói rõ là quan hệ kiểu gì. Trước đó khi Diệp Thiên một đường đi tới đây liền liên tiếp trảm diệt ba vị nguyên anh, mà lại đều là miễu sát một cách dễ dàng, thực lực mạnh mẽ làm cho Mai Nhật Lãnh nhìn mà thở dài. Lần đầu tiên đối với một người, nàng có một loại cảm xúc gọi là ngưỡng mộ. Nhưng giờ phút này Mai Nhật Lãnh lại lần một lần nữa mất đi lòng tin đối với Diệp Thiên. Tại trong cảnh giới nguyên anh, dưới ngũ phẩm cùng trên ngũ phẩm liền xem như một đường ranh giới to lớn. Ba vị nguyên anh trước đó coi như có gộp chung vào một chỗ cũng đánh không lại một vị ngũ phẩm nguyên anh, huống chi hiện tại còn là một vị ngũ phẩm nguyên anh cùng lục phẩm nguyên anh đồng thời liên thủ ra tay như vậy. Nhất là hiện tại Diệp Thiên chỉ dừng ở tại chỗ đứng im bất động, điều này càng làm cho nàng vững tin Diệp Thiên cũng là vô kế khả thi. Không được, không thể cứ như vậy mà ngồi chờ chết. Nàng nhìn Diệp Thiên vẫn là không có động tác gì, sau một khắc nàng nghiến răng lại lần nữa xuất ra Hắc Tử Thương, sau đó dung hợp chân lực vào trên đó, đem toàn thân Hắc Tử Thương đều nhuộm thành một màu đỏ vàng chói lọi như vầng mặt trời. Đôi mắt của nàng hơi ngưng tụ, trên đỉnh đầu đã hiện ra một đóa hoa chỉ cảnh màu đỏ nhạt. Hoa chỉ cảnh màu sắc càng nhạt thì uy lực càng mạnh. Hoa chỉ cảnh này của nàng không thể nghi ngờ là so với Cam La lúc trước mạnh hơn một bậc, thuộc về hoa chỉ cảnh trung thượng phẩm. Hắc Tử Thương hủy diệt. Giờ phút này bí pháp cửu diệu thể cùng lực lượng hoa chỉ cảnh của nàng phóng thức ra hoàn toàn, với một thương toàn lực bắn về phía lôi đình cùng cuồng phong xen lẫn thành hồng lồng giam. Quy lực của nàng
đã có thể so với nhị phẩm nguyên anh. Ngay tại trước một khắc, mũi thương sắp đâm vào vách lồng giam, một bàn tay trắng nõn, thon dài, lại là từ bên cạnh vươn ra, chộp vào phía trên chuôi thương. Chỉ là trong một cái chớp mắt này, thân thể mềm mại của Mai Nhược Lãnh run lên. Uy lực của một thương này tại dưới bàn tay nắm lại kia đã tiêu tán hoàn toàn. Mũi thương càng là không có cách nào tiến thêm một tấc. Nàng ngước mắt nhìn về phía Diệp Thiên, trong ánh mắt mang thêm một tia nghi ngờ cùng kinh ngạc nồng đậm. Điều nàng nghi ngờ là vì sao Diệp Thiên lại muốn ngăn cản nàng, còn kinh ngạc chính là Diệp Thiên lại có thể đem một kích toàn của nàng dễ dàng liền phá hủy như thế. Nếu như cô không muốn chết, liền không nên tùy tiện ra tay. Trận lôi đình cuồng phong này, lấy thực lực của cô, chỉ cần chạm đến một chút thôi, lực phản chấn liền có thể đem thân thể của cô hủy diệt hơn phân nữa. Diệp Thiên nói xong, buông nắm tay ra, mà là nâng lên chân trái, hùng hăng, giẫm xuống một cái. Hư không phát ra một tiếng vang trầm đục, không gian bên dưới Diệp Thiên đều tại một khắc này lõm xuống. Wow! Một tiếng rồng gầm chấn thiên triệt địa truyền ra, chỉ thấy một đạo hư ảnh thanh long từ bắp chân trái của Diệp Thiên đằng không bay vút lên. Mà Diệp Thiên tuyệt nhiên không dừng lại, chân phải lại phóng ra, lại lần nữa trùng điệp đạp mạnh. Oanh! Không gian chấn động rung lên, sau đó lại là một tiếng hổ gầm truyền ra. Wow! Một hư ảnh mãnh hổ toàn thân màu vàng kim, nhưng lôi đình quanh thân nó lại có màu lam tử sắc, từ bắp chân phải của Diệp Thiên lao nhanh ra. Vân Thường cùng Vân Dật không còn bầu không khí kiều diễm ban đầu, đều là ngưng trọng tròn mắt nhìn xem. Bọn hắn chỉ thấy bên trong lôi đình cuồng phong, một rồng một hổ, hai đạo hư ảnh uốn lượn lao nhanh đan xen vào lẫn nhau. Tiếng long gầm hổ rú truyền khắp cửu thiên thập địa, mà lôi đình cuồng phong vốn là cực kỳ hung hãn, đúng là tại dưới sự khuấy động của hư ảnh long hổ, lực lượng lại dần dần suy yếu đi. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Sắc mặt Vân Thường cùng Vân Dật biểu lộ đại biến, chân lực của bọn hắn chấn động, muốn thử nghiệm cường hóa lôi đình cuồng phong, nhưng bất luận bọn hắn hành động như thế nào, lôi đình cuồng phong vẫn như cũ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Sau mấy phút đồng hồ, lôi đình cuồng phong vốn dĩ đã che khuất bầu trời, thế mà lại biến mất không còn tung tích. Trên bầu trời lại lần nữa hiện ra một khung cảnh trong trẻo yên bình, chỉ có hư ảnh hai đạo cự thú, một rồng một hổ, vờn theo tại hai bên trái phải của Diệp Thiên. Chân long chi linh, còn có kim hổ chi linh chí tôn nữa sao? Từ trong miệng Văn Dật hét lên một thanh âm kinh ngạc, ánh mắt hắn đã triệt để bị hư ảnh long hổ hấp dẫn, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Chân long cùng kim hổ chí tôn, cho dù là phóng tầm mắt khắp trong vũ trụ, đó cũng là tồn tại cấp cao nhất. Chân long trưởng thành cùng kim hổ chí tôn, lực lượng có thể so sánh với hóa thần, thậm chí là thánh nhân. Tuy nói hai đạo hư ảnh long hổ vờn theo hai bên trái phải Diệp Thiên này, tuy chỉ là tương đối thành thục, nhưng cũng đầy đủ làm cho bản hắn phải chấn động. Dù sao, vô luận là chân long hay là kim hổ chí tôn đều đang đứng trên đỉnh cao của giới linh thú. Rất nhiều tu tiên đại năng giả, tâm tư cuối cùng cũng khó mà có được một linh thú, chứ nói chi là có thể thu phục, hóa thành linh thể. Thế nhưng là Diệp Thiên lại là có được tới hai linh thú, điều này làm sao không làm cho bọn hắn đỏ mắt, thèm muốn được à? Mà Mai Nhược Lãnh thì đã triệt để ngây người. Nàng trước đây từng thấy Diệp Thiên xuất ra kỳ lân chi linh, mà bây giờ Diệp Thiên lại lần nữa xuất ra chân long chi linh cùng kim hổ chi linh chí tôn, có thể so sánh cùng kỳ lân. Điều này chẳng phải là nói trong các linh thú đứng đầu trong giới linh thú, Diệp Thiên đã có được 3 con hay sao? Linh thú theo thực lực tăng trưởng của chủ nhân mà không ngừng cường hóa. Nếu là 3 thú linh này đều trưởng thành đến mức thành thục, vậy thì chiến lực đáng sợ đến mức nào nữa đây? Nàng lại là không biết, trừ 3 linh thú này ra, Diệp Thiên còn có được chân phượng chi linh. Nếu là nàng biết được, biểu lộ tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc.
Diệp Thiên được Long Hổ vờn quanh trái phải. Ánh mắt anh lúc này cũng rơi vào trên thân Vân Dật cùng Vân Thường. Lôi đình chi lực cục lực lượng cuồng phong của các ngươi hoàn toàn chính xác, cực mạnh nhưng cũng đáng tiếc, đối với ta là vô dụng. Nếu các ngươi đã am hiểu lôi đình cùng cuồng phong, vậy ta liền dùng hai cổ lực lượng này đưa nhóm các ngươi lên đường. Tiếng nói của anh vừa dứt, trong đáy mắt của anh, thần mang đột nhiên nổi lên. Trên đỉnh đầu một đóa hoa chỉ cảnh gần như trong suốt không màu nở rộ ra. Đó là hoa chỉ cảnh đại biểu cho chân lực. Giờ khắc này, uy lực phệ thiên thần lực của anh được nâng cao lên đến cực hạn. Phong lôi chi lực, đây là lần đầu tiên ta đồng thời thôi động. Một chiêu này liền đặt tên là Long Hổ Phong Lôi Chấn. Trong lúc anh đang nói, cánh tay phải nâng lên, chân lực quán chú vào trên đó. Lôi đình chi lực cùng lực lượng cuồng phong cũng là đồng thời vọt tới hội tụ ở trên nắm tay quanh. Sau một khắc, anh hơi nghiêng người về phía bên trái. Cánh tay phải đột nhiên vung ra, lấy tư thế quyền tâm hướng về phía trước, nặng nề mà nền thẳng vào bên trên hư không. Râm! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, lấy quyền phong của Diệp Thiên làm trung tâm. Không khí tại chỗ vỡ tan ra, vô số vết rạn nứt hướng về không gian tứ phía lan tràn ra, tựa như là một tấm gương thủy tinh bị người đập nát từ ngay chính giữa. Mà không gian phía trước vào lúc này cũng ầm vang sụp đổ, song tử quan cũng là nháy mắt bị san thành bình địa. Ở không gian phía trước, Vân Dật cùng Vân Thường đồng thời máu tươi cuồn phún phun ra, từ không trung thẳng rơi xuống trên mặt đất. Chỉ với một chiêu, một vị ngũ phẩm nguyên anh cùng một vị lục phẩm nguyên anh nhận trọng thương ngay tại chỗ. Hết. Hay nha. Tới dịch mà tới choáng váng luôn á. Hay. Nhưng mà dịch chuyện này là cực nhất trong Phú Đại Gia với lại Chiến Thành á. Cái ngôn từ của nó khó cực luôn. Nói thật, mọi người mà nghe chuyện, mà đọc truyện con vật á, điên cái đầu luôn á. Tới dịch là điên luôn á. À, trong thời gian mà chờ tớ tìm chuyện mới á, mọi người nghe đỡ chuyện chuyện Ảnh Đế và Nữ Tống Tài ha. Chuyện đó nó tình cảm nhẹ nhàng thôi, nói chung là không ầm ầm như mấy chuyện này. Mấy bạn mà quen ầm ầm quen rồi á, nghe khó chịu lắm. Nhưng mà chuyện ngôn tình mà, nó là thuần chất ngôn tình á, có pha chút hài hước trong đó.